Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với WeEN. Các bạn thân mến, theo chu trình tự nhiên của con người, đến cái tuổi trưởng thành thì chắc chắn là bạn trẻ nào cũng phải bắt đầu làm cái chuyện ấy. Phái nam là quay tay, còn nữ là tự sướng. Tuy nhiên thì cả hai cái hành động này là tự biên tự diễn và không phải thực hành thực tế. Nhiều bạn sẽ lúng túng và không biết lần đầu tiên quan hệ với bạn gái thì sẽ phải làm gì để mà nàng sướng phục nước. Những cái tư thế nào nên áp dụng trong cái lần đầu yêu? Thì trong cái video ngày hôm nay, WeEN sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu hỏi này. Đầu tiên đó là quan hệ là làm những cái gì? Rất nhiều bạn trẻ hiện nay khi mà chưa vào đời đều có cái suy nghĩ rằng cái chuyện quan hệ đơn giản đó là cái việc chuyển nhét cậu bé vào trong cô bé vậy là xong. Sau đó thì dùng lực đẩy đẩy thật là mạnh vào bên trong. Về cơ bản thì các bạn trẻ suy nghĩ không hề sai nha các bạn. Nếu mà cái việc quan hệ mà không đưa cậu bé vào cô bé thì chẳng lẽ là ôm nhau ngủ, đúng không các bạn? Theo các chuyên gia sức khỏe sinh lý, quan hệ bao gồm tất cả những cái hành động kể từ khi hai bạn bắt đầu âu yếm cho đến khi là một trong hai xuất ra hoặc là lên chín tầng mây và dừng lại không muốn làm nữa. Theo đó thì cái việc quan hệ bao gồm những cái hành động như là vuốt ve, hôn hết, sờ soạn, liếm cô bé, mút cậu bé. Như vậy thôi các bạn, như đơn giản vậy thôi. Thì bạn nam nào cũng có cái mong muốn lần đầu tiên của mình phải thật là hoàn hảo trước bạn nữ. Tuy nhiên thì trong thực tế, mặc dù đã tự tìm hiểu và có những cái hành động trước, nhưng mà không phải bạn nam nào cũng thành công trong cái vấn đề này đâu. Để cho lần đầu làm cái chuyện ấy của bạn trở nên thành những cái ký ức khó quên, thì WeEN sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm chuyện ấy lần đầu như thế nào. Thứ nhất đó là các bạn hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi xung trận. Đầu tiên thì bạn cần phải có cái sự đồng tình của bạn gái trong cái việc quan hệ. Điều này chứng tỏ tình yêu của hai bạn đã chín mùi và cái sự đồng hành của cả hai người trong cái quan hệ góp phần không nhỏ trong cái việc tạo sự thăng hoa trong tình yêu. Một vài điều rất là quan trọng nữa đó là bạn không được quên trong cái công tác chuẩn bị là phải làm gì. Đó là thứ nhất, lựa chọn những cái thời điểm thích hợp, tắt chuông điện thoại để mà không bị làm phiền. Thứ hai đó là xây dựng cái không gian lãng mạn ngọt ngào. Và cuối cùng đó là đừng quên chuẩn bị sẵn ba con sói trước khi mà yêu, để mà tránh cái tình trạng có thai ngoài ý muốn nha các bạn. Vì thứ hai đó là các bạn phải kiên nhẫn đợi chờ nàng và chàng đồng ý. Việc gượng ép bạn gái sẽ gây rất là khó khăn trong cái mối quan hệ chăn gối. Đặc biệt đó là khi mà lần đầu sẽ gây nên cái tình trạng lo sợ của hai phía với những cái lần sau. Thứ ba đó là các bạn phải vệ sinh cơ thể thật là sạch sẽ và cái vùng tam giác vàng thật là sạch sẽ để mà cho cái lần đầu yêu được diễn ra suôn sẻ. Thì cái việc đầu tiên hai bạn cần phải vệ sinh cơ thể và cái chỗ đó thật là sạch sẽ và thật là thơm tho trước khi bắt đầu. Không vệ sinh sạch sẽ trước khi yêu sẽ gây nên nhiều cái vướng mắc, và đặc biệt đó là cái nguy cơ gây viêm nhiễm cho cả hai bạn. Thứ tư là gì các bạn? Đó là sẵn sàng với những cái biện pháp tránh thai an toàn. Không phải bất cứ cái cặp đôi nào muốn quan hệ lần đầu mà có thai luôn. Vì vậy thì cái việc sử dụng những cái biện pháp tránh thai an toàn sẽ giúp cho bạn cho cái điều ấy nó khó có thể xảy ra. Hiện nay thì có nhiều cái loại mà bao con sói giúp tăng cái ham muốn và cái thời gian lâm trận và đảm bảo tránh thai và những cái bệnh lây truyền qua cái đường này, như là giang mai, sùi màu gà, mụn trộm gì đó. Nhiều người lầm tưởng trong cái lần đầu yêu á thì bỏ qua những cái biện pháp tránh thai và thực hiện cái việc đó là tính cái chu kỳ kinh nguyệt hay là xuất ra ngoài. Điều này vẫn có thể có thai như thường nha các bạn. Nếu mà hai bạn vẫn muốn cái lần đầu yêu mà không dùng thì có thể sử dụng những cái thuốc tránh thai giống như là thuốc tránh thai khẩn cấp để ngăn ngừa. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng nhiều có thể gây vô sinh nếu mà cái việc này lạm dụng. Thứ năm đó là đừng mong đợi quá nhiều trong cái lần đầu yêu của hai bạn. Nữ giới không nên mong chờ nhiều sẽ lên chín tầng mây trong cái lần yêu đầu. Vì lần đầu khá là đau đớn nên cái việc mà lên chín tầng mây như mình nói hay là những cái trang web nọ nói nó vô cùng là khó khăn luôn. Còn nam giới thì không nên khoe khoang cái việc đó là cái khả năng của mình.
vì biết đâu sẽ có những cái tai nạn không mong muốn như là ra sớm nè, do các bạn run, các bạn sợ thôi. Các bạn hãy chia sẻ với nhau đây là cái lần đầu tiên của hai người, và tìm xem những cái video hướng dẫn cái việc cái cách làm chuyện ấy sao cho hạnh phúc nhất. Việc thứ sáu đó là để cái cuộc yêu lần đầu tốt thì lý thuyết chưa có đủ, chúng ta cần phải thực hành. Trong cái lần đầu yêu nha các bạn, thì nam giới luôn là cái người dẫn dắt bạn tình của mình, đúng không? Vì vậy các bạn cần có những cái lý thuyết trước trong cái cuộc yêu này. Thay vì ngay cái lần đầu yêu bạn đã đưa nguyên cái cậu nhỏ vào và ra ngay sau đó, thì bạn phải cần những cái bước đó là từ từ để cả hai cùng thoải mái hơn, bằng cách đó là các bạn hãy nói chuyện và làm những cái cử chỉ nhẹ nhàng, từ từ đưa cái cậu nhỏ vào thật là chậm rãi, để mà cái cô bé có thể là làm quen với cái việc đó là xuất hiện một cái vật thể khác thường nha các bạn. Các bạn hãy dùng những cái ngón tay điệu nghệ của các bạn đó để mà mơn trớn, để mà vuốt ve cái cơ thể của nàng, đặc biệt đó là cô bé, sẽ giúp nàng hưng phấn và sẽ ra cái nhiều nước nhờn hơn để mà cho cái cậu nhỏ dễ xâm nhập hơn. Trước khi mà các bạn đưa cái cậu nhỏ vào trong thì các bạn cần nói với nàng trước, để mà người ta có cái sự chuẩn bị để mà đón nhận cái cậu nhỏ của các bạn trong cái cơ thể của mình, sẽ giúp cho các nàng cảm thấy là bớt đau khi mà mất chinh lần đầu tiên đó. Từng chút một, tự nhiên tôi nói tới đây cái tôi cười không biết tại sao nữa đó. Nếu mà thấy cơ thể của nàng quá đau á thì các bạn nên dừng lại và nói chuyện thật là nhẹ nhàng, vuốt ve cái cơ thể của nàng cho bớt đau, rồi từ từ hãy ấn mạnh. Khi đó thì hãy giữ nguyên trong một phút để mà cái nàng quen hơn. Thứ bảy là gì các bạn, đó là sự cố gì các bạn, trên bảo dưới không nghe. Nếu mà là cái lần đầu tiên của nam giới thì cái cậu nhỏ khá là dễ mất kiểm soát. Vì vậy đó thì các bạn hãy hít thở thật sâu, kìm nén cái cảm xúc để mà có cái cuộc xâm nhập tốt đẹp nhất cho cả hai người. Lo lắng cái việc yêu lần đầu sẽ ra sớm, tuy nhiên thì bạn không nên lo lắng vì bất cứ ai cũng vậy thôi, nên bạn không cần phải tự ti nhiều về cái lần đầu này nha. Hầu hết những chàng trai á, cái lần đầu làm cái chuyện ấy đều bị ra sớm hết. Do đó thì bạn đừng nên có thất vọng quá vì mình rơi vào trong cái trường hợp này. Các bạn hãy bỏ qua cái lần đầu và nghỉ một vài phút để mà sẵn sàng trước khi nhập cuộc lần thứ hai. Lưu ý nhỏ là lần đầu làm cái chuyện ấy của bạn gái á, thì sẽ gây rất là nhiều đau đớn. Bởi thế thì các bạn đừng nên quá lo lắng nếu mà nàng cảm thấy khó chịu hay là cộc cằn hay là khóc. Việc bạn cần làm đó là tiếp tục kích thích để mà nàng quên đi những cái đau và sẵn sàng thăng hoa. Thứ 8 là gì các bạn, đó là hãy khởi đầu cái chuyện ấy bằng một cái nụ hôn. Phụ nữ rất thích được hôn, những cái nụ hôn mạnh liệt sẽ khiến phụ nữ rất là dâng tràn cảm xúc và nhập cuộc nhanh hơn. Các bạn nam cần lưu ý vừa kết hợp hôn nàng, vừa kết hợp di chuyển cái bàn tay mơn man sau lưng, sau gáy và thám hiểm khắp cơ thể của nàng để mà khiến nàng rạo rực. Thứ 9 đó là hãy treo gẹo cơ thể của nhau. Nếu mà bạn muốn lần đầu làm cái chuyện ấy của bạn trở nên hoàn hảo á, thì không thể bỏ qua cái màn dạo đầu, và hãy nắm lấy cái cơ hội để mà động chạm đến những cái bộ phận nhạy cảm của cô ấy, như là cổ nè, tai nè, ngực nè. Ngoài ra thì bạn cũng có thể hướng dẫn cô ấy bằng cách đó là nắm lấy tay cô ấy đặt lên đây để mà cô ấy có thể là thoải mái gịch ngợm cái cơ thể của các bạn. Nếu bạn tiến hành cái phút dạo đầu đủ lâu thì nàng sẽ cực kỳ ham muốn và sẵn sàng chào đón bạn. Thứ 10 là gì các bạn? Đó là lần đầu làm chuyện ấy nên kết thúc như thế nào? Một sai lầm mà tất cả những chàng trai thường làm đó là không quan tâm đến bạn gái sau khi đã kết thúc. Điều này sẽ khiến nàng cảm nhận cái sự hụt hẫng và thất vọng. Do đó thì sau khi các bạn đã ra rồi thì các bạn đừng vội vàng rút cậu bé ra khỏi cô bé, mà các bạn nên giữ nguyên cái tư thế trong một vài phút sau đó, rồi hãy rút ra từ từ. Đó, bạn cũng đừng nên ôm hôn nàng ngay sau khi cái cuộc yêu đã kết thúc để mà khiến tình yêu lứa đôi thêm mặn nồng. Đó thì hai bạn có thể cùng nhau nghỉ ngơi, ôm áp, vuốt ve và hưởng thụ cái thành quả đó. Sau đó thì có thể là cùng nhau đi tắm và làm tiếp những cái lần tiếp theo nếu các bạn còn ham muốn. Đừng quên những cái tư thế yêu lần đầu khiến bạn không thể nào quên. Ví dụ như là tư thế truyền thống, tư thế nữ diễn viên ballet, tư thế yêu bằng miệng.
những tư thế kiểu rồng, rất là nhiều cái tư thế nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Uyên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Uyên nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.